Rồi em quay chi tiết cho anh em xem chiếc đồng hồ pha lê cực kỳ đẹp của Nhật. Mặc dù đây là một chiếc đồng hồ pha lê Nhật bãi nhưng mà phải nói nó còn cực kỳ mới và đẹp. Đấy, các bác nhìn nhé. Pha lê của hãng Hoya Nhật Bản. Hãng này thì có tuổi đời từ năm 1900 bao nhiêu đấy. Đây là khung vi. Trước này thì các bác nhìn viền được mạ vàng còn rất là đẹp luôn, mặt cũng rất là đẹp. Dòng này thiết kế số La Mã với kim giờ, kim phút, kim giây đều được mạ vàng, còn rất là nét mịn. Đây các bác nhìn. Đấy. Vì pha lê cho nên là em này rất là nặng. Thứ nhất là nặng, thứ hai là dòng này người ta đúc rất là dày. Đây các bác nhìn này, dày tầm 2 đốt ngón tay nhé. Rất là đẹp, cao khoảng gần một găng tay của em. Đó. Em này chạy một viên pin tiểu. Đây các bác nhìn này, một viên pin tiểu. Em này có giá là 1.900.000. Mã là số 89. Các bác nào muốn lựa em này thì điện thoại cho bên Thắng Audio. Đây số điện thoại đây. Ngoài ra thì ngoài đồng hồ Nhật thì em cũng về những chiếc đồng hồ của Đức. Chiếc đồng hồ vai bò của Đức. Em sẽ làm ở những clip sau. Các bác chú ý đăng ký kênh để những cái sản phẩm kiểu như decor như thế này em về thì em sẽ đăng lên. Các bác nhìn ưng mắt cái nào thì các bác sẽ chốt được. Những cái đồ này thì nó rất là độc, hiếm và lạ. Đôi khi sẽ không bao giờ về lại nữa. Điển hình như có những chiếc bản thân như chiếc này cũng vậy. Có khi vài năm nó mới về được một chiếc chẳng hạn như vậy. Đó. Số 89 các bác nhé, giá là 1.900.000. Đó, chạy một viên pin tiểu. Anh em nào mà chốt thì chốt sớm cho em. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.